cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu luôn mời gọi mỗi người chúng ta cần phải trở nên ánh sáng, soi chiếu vào trong bóng tối của cuộc đời này. Chúa đã dùng một hình ảnh rất gần gũi, quen thuộc với con người, đó là đèn, ánh sáng, để cho thấy rằng nếu cuộc đời của con người chúng ta nó cần cái ánh sáng soi chiếu vào ban tối để đi đường, để làm việc như thế nào, thì ánh sáng lời Chúa cũng rất là quan trọng và cần thiết trong đời sống thiêng liêng của chúng ta như thế. Thánh Vịnh 119 nói rằng: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thật vậy, ánh sáng lời Chúa có thể chiếu vào trong bóng tối của tâm hồn chúng ta, để giúp chúng ta có thể nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót của mình, để xin ơn tha thứ. Ánh sáng lời Chúa cũng có thể soi chiếu vào trong cái lương tâm chai lì, cứng cỏi của con người, để có thể biến đổi mỗi người nên tốt hơn. Ánh sáng lời Chúa có thể khuyến khích, nâng đỡ và ủi an tất cả những ai đang gặp khó khăn, gian nan, thử thách, để họ có thể vượt qua. Ánh sáng lời Chúa còn có thể làm cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn tươi mới và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, để từ đó đời sống có thể chiếu tỏa cái chân lý, ánh sáng của tin mừng. Thế nhưng trong thực tế, ta thấy ánh sáng lời Chúa luôn gặp những cái mảng, tối đan xen của thế gian này lấn áp. Có một thứ bóng tối mà đã có một thời nó bủa vây, bắt bớ, cấm cách và giới hạn, làm cho cuộc sống đức tin của con người trở nên tù túng. Ánh sáng của tin mừng như bị dập tắt trong biết bao nhiêu con người, và làm cho cuộc đời của người Kitô hữu nó bị che khuất đến mức mà họ không còn dám công khai để sống đời sống đức tin của mình nữa. Có một thứ bóng tối của vật chất, của địa vị, danh vọng, của đam mê, tội lỗi, bất chính, của ganh ghét, giận hờn nơi chính con người Kitô hữu chúng ta. Và nhiều khi nó đã trở nên gương mù, gương xấu, nó làm che khuất đi cái ánh sáng của tin mừng. Người Kitô hữu chúng ta chưa thực sự trở nên cái ngọn đèn thắp sáng yêu thương và tha thứ, công bình và bác ái. Đó là những mảng tối của cuộc đời vẫn còn lấn lướt, bao phủ ánh sáng của lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được ánh sáng Chúa soi dẫn, bước đi trong đường lối của Ngài,
để rồi đem ánh sáng chân lý của tin mừng chiếu soi vào những nơi tăm tối trong cuộc đời này, qua cái đời sống yêu thương, phục vụ vô vị lợi, để chớ gì mọi người xung quanh chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương. Amen.